Tâm An xin được mến chào tất cả quý khán thính giả của Đình Tùng Media. Quý vị thân mến, trong ngày hôm nay thì Tâm An xin được gửi đến cho quý vị phần 2 cũng là phần cuối của tập truyện có tựa đề Khi chồng là tú bà. Vâng quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng theo dõi phần 2 này để biết cuộc đời của cô An liệu có được hạnh phúc, có được sự đền đáp xứng đáng hay không hay lại bị ràng buộc bởi người chồng vũ phu và tàn bạo của mình nhé và cũng như thường lệ Tâm An rất là vui nếu như quý vị dành một chút thời gian để bấm like, bấm đăng ký kênh để ủng hộ thật nhiều cho Đình Tùng Media. Và Tâm An cũng rất là vui nếu như quý vị hãy đóng góp thật nhiều ý kiến để Tâm An có thể phát triển hơn, làm tốt hơn ở những video tiếp theo nhé. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe phần 2 của tập truyện. Khi chồng là tú bà qua giọng đọc của Tâm An. sau đêm hôm đó tôi như người mất hồn làm việc gì cũng không xong tôi và tuấn cố tránh gặp mặt nhau nhiều nhất có thể một cảm giác gần như là tội lỗi xâm lấn con người mà không thể nào thoát ra được mấy đêm hôm nay tôi ngồi khóc một mình lúc này tôi cảm thấy nhớ nhà hơn bao giờ hết tiếng cô chủ nhà vang lên sau lưng tôi dạo này con làm sao thế an dạo không con có sao đâu cô tôi lắp bắp thanh minh. Cô khẽ lắc đầu nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của tôi, cô nói Con đừng giấu cô, lại nhớ nhà hả con? Sao con ở đây lâu với cô chú mà từ giây đến giờ cô không thấy con nhắc nhỏm gì đến bố mẹ chi hết vậy? Con là đứa con gái bỏ đi rồi, đời con còn gì nữa đâu hả cô? Rồi con đâu dám liên lạc với bố mẹ nữa con sợ bố mẹ vì con mà xấu hổ nói xong câu đó tôi òa lên khóc nức nở những tuổi thân bấy lâu lại ùa về trong tâm trí cô ngồi xuống dùng đôi bàn tay giam giáp của mình khe khẽ đập vào vai tôi con đừng nói như thế từ xưa đến nay bố mẹ giận thì nói vài câu khó nghe chứ không bao giờ có chuyện bố mẹ bỏ được con cái con nghe lời cô, nên liên lạc lại với bố mẹ. Chứ con cứ như thế này thì chỉ khiến cho bố mẹ con thêm đau lòng hơn mà thôi. Những lời cô nói có tác động đến tôi rất nhiều. Tôi quyết tâm sẽ quay về đối mặt với hiện thực. Cho dù hiện thực có tàn nhẫn như thế nào thì tôi không thể suốt ngày chạy trốn. Có chạy trốn đi đến đâu thì vết thương trong lòng tôi vẫn nhức nhối hàng đêm tôi không thể thanh thản sống với hiện tại khi những cơn ác mộng của quá khứ luôn đè nghiến lấy tôi trong giấc ngủ mỗi đêm ngoài ra tôi cũng muốn đi khỏi nơi này chuyện giữa tôi và tuấn vô tình xảy ra cứ tiếp tục ở đây tôi sợ sẽ không có đủ can đảm để đối mặt với cậu ta và coi như giữa chúng tôi chưa có chuyện gì xảy ra tôi biết chắc chắn một điều tôi và cậu ta không hề yêu nhau tất cả chỉ là bản năng giữa một người đàn ông và một người đàn bà trong đêm khuya khi cái thứ dục vọng tầm thường che mờ đi tất cả giờ nếu tôi còn ở lại thì chỉ khiến cả hai thêm ngần ngại mà thôi chính vì vậy tôi quyết định xin phép cô chú cho nghỉ để trở lại quê nhà cô bảo với tôi rằng năm qua con có phụ giúp thêm cho cô đỡ cực con đi rồi cô chú cũng tính chuyển nhượng quán cho người khác. Chứ cô chú già rồi, giờ kiếm tiền không còn ham nữa. Con đi về mạnh giỏi, cho cô chú chuyển lời đến bố mẹ con nha. Cuộc chia tay khiến tôi bùi ngùi xúc động. Tình cảm gắn bó hơn một năm qua khiến tôi luôn coi cô chú như những người thân của mình. Tạm biệt cô chú, tôi trở lại quê nhà sau hơn một năm xa cách. Ngồi trên chuyến xe trở lại quê nhà, Tâm trạng của tôi giờ đã khác. Tôi nghĩ mình đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Tất cả mọi chuyện trong quá khứ, dù vui vẻ hay đau buồn, đều lướt qua trước mắt tôi như một thước phim quay chậm chạp. Nó không làm cho tôi đau buồn, mà chỉ cảm thấy hối tiếc cho những năm tháng tuổi trẻ đã bị vùi chôn nơi đáy bùn. Nước mắt tôi tuôn rơi trên má, đang mải mê với dòng suy nghĩ miên man thì bỗng có tiếng người cười lớn phía sau. Tôi tò mò quay lại thì bỗng nhận ra gương mặt quen thuộc. Màu áo trắng, ánh mắt lạnh lùng sau gọng kính. Tôi cúi gầm người xuống tránh để lộ khuôn mặt của mình cho anh ta nhìn thấy. Thật là một sự gặp gỡ chớ treo. Chiếc xe đang chạy êm du trên đường, tôi cũng chập chờn theo giấc ngủ mê man. Bỗng chiếc xe phanh khực tôi hốt hoảng giật mình vì đầu tôi va đập mạnh vào chiếc ghế đằng trước đau điếng những tiếng la hét nhanh chóng vang lên vẫn còn chút bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra tôi vội ngẩng đầu lên thì nhìn thấy trên xe xuất hiện vài vệt máu chiếc xe đã bị mất lái nên đâm vội vào hàng rào chắn bên đường ngăn cách giữa đường bộ và đường sắt hoảng hốt tôi cũng chạy vội xuống xe theo mọi người thật may vì chiếc xe chỉ bị hư hỏng và mọi người cũng chỉ bị thương và xây sát nhẹ. Không có ai phải đi viện cả. Anh chàng bác sĩ được dịp trổ tài. Anh ta vội dùng một hộp y tế mang theo để sơ cứu vết thương cho mọi người. Tôi lặng lẽ ngồi bên gốc cây ven đường quan sát anh ta một cách lén lút. Chiếc khẩu trang trên mặt tôi được kéo lên bịt kín, chỉ lộ ra hai con mắt. Sau khi giúp đỡ những người bị thương, anh ta tiến dần về phía tôi lúc này tôi cuống lên tìm đường trốn chạy nhưng không thể chân tôi như bị gắn chặt xuống đất mà giờ giữa đêm tối thế này tôi có thể chạy đi đâu được nữa anh ta tỏ ra hơi ngạc nhiên trước phản ứng của tôi nhưng vẫn mỉm cười và bảo cô bị thương chảy nhiều máu như thế mà không thấy đau sao nghe anh ta nói tôi mới chợt nhận ra có một dòng nước mát chảy từ trên trán xuống mà lúc nãy tôi cứ ngỡ nó là mồ hôi chảy giờ nghe anh ta nói tôi mới để ý những giọt máu tanh nồng chảy xuống để tôi băng lại cho cô ờ không không cần đâu tôi ổn mà tôi rối rít xua cánh tay lên ra hiệu phản đối anh ta càng tỏ vẻ ngạc nhiên hơn nhưng vẫn một mực khăng khăng bảo tôi thế cô định để cho máu chảy như thế mãi sao tôi nghĩ cô nên để cho một bác sĩ như tôi bôi thuốc và băng lại cho cô nếu cô không muốn bị nhiễm trùng không còn cách nào khác để từ chối anh ta khi rất nhiều con mắt của mọi người đổ dồn vào mình tôi ngồi im để cho anh ta rửa vết thương bằng dung dịch sau đó băng chán tôi lại bằng một miếng gạc màu trắng anh ta nhìn tôi rồi nói chỉ là vết thương ngoài da không có gì đáng ngại cả khi nào về đến nhà cô nhớ tháo băng ra và thay băng mới vào là được à mà khăn bịt của cô dính nhiều máu quá cô cởi ra đi anh cứ kệ tôi, tôi bị hen xuyễn nên nên tôi... Trời ạ, à, đó là câu chống chế tệ nhất mà lúc đó tôi nghĩ ra. Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt đầy nghi hoặc. Hen xuyễn! Dừng lại một lúc rồi anh ta tiếp lời. Cô tưởng chỉ cần bịt mặt là tôi không nhận được ra cô sao? Cô nhầm rồi, ngay lúc cô bước lên xe tôi đã nhận ra cô rồi. Như một con mẹ đi ăn cắp lúa bị tuần xương bắt được, tôi tẽn tỏ cúi gằm mặt xuống đất lý nhí nói tiền tôi mượn anh tôi sẽ trả cô trả bằng cách nào giọng anh ta thoáng chút mỉa mai giễu cợt tôi vội móc trong chiếc túi mà mình đang ôm ngang bụng một cái ví rồi đưa cho anh ta tôi chỉ còn ngần này số tiền nợ anh mấy nữa tôi đi làm tôi sẽ trả đủ cho anh sau anh ta cười phá lên và nói làm sao mà tôi tin được cô Thôi được rồi, cô cất số tiền này đi. Hiện giờ tôi đang mở một phòng khám bên ngoài. Cô hãy đến đó làm việc và tôi sẽ trừ tiền công cho cô. Lần đầu tiên về đến thành phố, tôi đã không phải tìm nơi ăn trốn ở. Tôi đến luôn phòng khám của anh ta. Nó là một căn nhà hai tầng nhỏ cho thuê. Tầng một anh ta dùng làm văn phòng, còn tầng hai là chỗ ăn nghỉ của anh ta và nhân viên tôi được sắp xếp ở chung với một cô y tá tên là Hoa. Cô ta năm nay 25 tuổi, nhỏ hơn tôi một tuổi, dáng người rong ròng cao với làn da trắng. Ánh mắt lanh lợi nhìn khá là thiện cảm. Thấy có thành viên mới trong căn phòng, chật hẹp, cô ta không hề tỏ ra khó chịu mà vui vẻ chỉ dẫn tôi cách sắp xếp đồ đạc của mình. Nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thiện cảm, cô ta nói. Chào mừng chị đến với phòng khám của chúng em làm ở đây thì hơi cực, nhiều người đến xong lại đi vì không trụ nổi. em mong là chị sẽ ở đây làm việc lâu dài. rồi nhanh chóng hòa giới thiệu qua cho tôi về những công việc cần làm và những nhân viên ở đây. phòng khám mình tuy nhỏ nhưng mà làm việc không kém gì một phòng khám đa khoa. ở đây chúng em vừa làm y tá kiêm tạp vụ luôn chị ạ. phòng khám mình có anh Hưng là bác sĩ chính, ngoài ra còn có một số bác sĩ ở đoàn thiện nguyện thỉnh thoảng cũng đến đây. Phòng khám có hai nhân viên y tá kiêm tạp vụ và giờ thêm chị là ba. Vì chưa có kinh nghiệm làm việc trong ngành y tế, nên tôi được giao nhiệm vụ đón tiếp bệnh nhân, ghi số cho bệnh nhân, hướng dẫn họ làm một số thủ tục, dọn dẹp và cơm nước cho mọi người ở đây. Công việc khá là vất vả và nặng nhọc đối với người mới, nhưng do tôi hơn một năm qua được rèn luyện trong quán phở, nên lúc nào mọi người cũng thấy tôi làm việc chăm chỉ mà không hề kêu than một chút nào hoa rất vui mừng khi có tôi đến đây làm việc cô ấy bảo từ ngày có tôi phòng khám gọn gàng ngăn nắp hẳn bữa cơm nào cũng đảm bảo so với trước chứ không như ngày trước chỉ có bác sĩ và hai nhân viên y tế mà bệnh nhân thì lại quá nhiều khiến cho bọn em luôn trong tình trạng căng thẳng và quá tải hoa nói với tôi anh Hưng trông vậy thôi mà tốt lắm chị ạ. À. Anh ấy mở phòng khám tư này không phải vì tiền đâu. Những người nghèo đến đây đều được anh ấy khám miễn phí, có khi còn được cho thêm thuốc cơ chị ạ. À. Bọn em làm ở đây nhiều lúc còn bị nợ lương nhưng ảnh tốt lắm. Uhm, công việc vất vả nhưng mà uh, bọn em lại không nỡ bỏ việc. Ở lâu mới thấy được cái tình cái của ảnh, chứ không nhìn vào ai cũng nghĩ anh ấy lạnh lùng lắm quả thật vậy ở cùng nhau một thời gian ngắn nhưng tôi chợt nhận ra hưng là một con người rất kỳ lạ không giống như đa phần những bác sĩ khác anh ta làm như suốt ngày và không có lấy một chút thời gian để nghỉ ngơi những ngày nghỉ anh ta thường xách đồ về những vùng quê nghèo để thăm khám miễn phí cho bệnh nhân và lần gặp tôi trên xe cũng là lúc anh về từ một huyện nghèo ở thanh hóa để thăm khám bệnh Dường như lúc nào anh ta cũng bận bịu với công việc, dù chạm mặt nhau thường xuyên, nhưng tôi và anh ta không có cơ hội để nói chuyện với nhau nhiều. Chủ yếu là những câu trao đổi ngắn gọn về công việc của phòng khám. Mục đích của tôi lần này đi về là thăm bố mẹ, nhưng dù đã về được hai tháng, tôi bị cuốn trôi vào sự bận bịu của phòng khám, nên chẳng thể nào có thể đến thăm bố, mặc dù khoảng cách của tôi và gia đình chỉ chưa đến 20 km. Cuối tuần này Hưng có chuyến đi về Lào Cai và làm công tác bệnh viện thiện nguyện. Cho nên các trẻ em ở vùng cao, tôi muốn tranh thủ mấy ngày đó, phòng khám không hoạt động để về thăm gia đình của mình. Sáng thứ bảy, tôi bước chân đến cổng ngôi nhà hai tầng, đang im ỉm đóng kín. Lạ thật, giờ này đáng lẽ ra là cha tôi đang dạy thêm cho tụi nhỏ. Mà sao hôm nay ngôi nhà lại trở nên im ắng đến vậy? Tôi ngập ngừng, không biết có nên ấn chuông cửa không. Đứng bần thần trước cổng căn nhà, tôi lấy hết mọi can đảm ấn chuông. Phải 15 phút sau mới có tiếng bước chân lật đật của mẹ chạy ra mở cửa cho tôi. Nhìn thấy tôi, mẹ thoáng ngỡ ngàng đến nỗi đánh rơi cả chùm chìa khóa trên tay. "An, là An đúng không con?" Rồi chẳng kịp mở cửa cho tôi vào, mẹ tôi chạy vội vào trong nhà reo ầm ĩ lên với bố ông ơi an con an nó về rồi ông kìa rồi sau đó là dáng bố tôi chập chững cầm cây gậy dò dẫm từng bước phía cổng có lẽ nào cha tôi lại già thế kia nhìn thấy bố tôi thật sự tôi ngỡ ngàng không ngờ chỉ sau một năm mà cha tôi lại già và yếu đến thế mẹ tôi mở cổng tôi vội chạy lại nắm lấy bàn tay bố rồi quỳ mụp xuống nước mắt của tôi chảy tràn trên má Tôi nghẹn ngào. Con xin lỗi bố. Tất cả là tại con. Tại con. Bố tôi ú ớ câu gì đó ở trong miệng. Ông lấy tay đặt lên đôi vai gầy đang run lên bần bật vì xúc động của tôi. Lúc này tôi mới chợt nhận ra hình như mắt ông ưa nước. Tôi bước vào nhà, mẹ ân cần hỏi han tôi một năm qua đã đi đâu và làm gì. Xoa cánh tay lằn những xương của tôi, mẹ ướt nước mắt. Mẹ rót xa lòng khi thấy tôi, một đứa con gái bé bỏng của mẹ, đã phải chịu quá nhiều tuổi cực ở trên đời. Tôi đã có một bữa cơm đấm ấm bên gia đình mình chỉ gần sau hai năm xa cách, mà sao tôi cảm giác như xa bố mẹ tôi cả đến thế kỷ? Mọi thứ trong căn nhà chẳng có chút nào thay đổi, vẫn hàng cây xanh dưới hiên nhà mát rượi, vẫn chiếc ghế dựa bên ban công, tất cả như không xê dịch chỉ để đợi tôi về về lại nơi này mẹ đỡ tôi đứng lên ba người chúng tôi dìu dặt nhau vào nhà lúc này mẹ mới kể cho tôi nghe những câu chuyện đã xảy ra với gia đình tôi hơn một năm qua kể từ khi tôi chạy trốn khỏi người chồng và không ngày nào thì hắn ta không đến nhà tôi rêu rao với mọi người là tôi làm điếm rồi bỏ nhà đi theo trai khiến bố tôi ức quá bệnh tim của ông lại tái phát dẫn đến đột quỵ Suốt gần một năm qua, ông nằm trên giường bệnh, mà dạo gần đây sức khỏe của ông tạm thời ổn định so với trước. Em tôi vừa đi học, vừa đi làm để trang trải khoản học phí của bản thân. Vì bao nhiêu tiền tiết kiệm để dành của bố mẹ tôi đã đổ dồn vào để chữa trị căn bệnh của bố. Tôi thực sự căm phẫn con người ác quỷ kia. Anh ta đã hủy hoại không chỉ tôi mà còn cả gia đình tôi nữa hắn ta không phải là con người giờ giá như hắn xuất hiện trước mặt tôi tôi sẽ không ngần ngại mang con dao ra mà đâm xuyên nát con tim của hắn giống như hắn đã từng trăm ngàn lần với tôi đang đắm chìm miên man trong dòng suy nghĩ uất hận bỗng mẹ tôi chép miệng thở dài không biết hôm nay thằng đó có đến không nữa ai hãy đến hả mẹ tôi bồn chồn hỏi lại Thằng đó chứ ai Hơn một năm qua gần như không ngày nào là nó không đến Nó đến trước cổng nhà mình quậy phá đòi tiền Mấy lần mẹ báo công an Nhưng mà cũng không giải quyết được gì Bắt nó cảnh cáo xong lúc thả nó ra Thì nó vẫn quay lại chửi rủa Mà có khi còn chửi hăng hơn Nét hạnh phúc trên mặt tôi vì được đoàn tụ với gia đình Bỗng đông cứng lại Không hiểu sao nghe những gì mẹ nói Tôi không hề thấy sợ hãi mà chỉ cảm thấy một nỗi tức giận trào trong lồng ngực. Còn ác quỷ đó còn định đem bám hành hạ tôi đến bao giờ? Được, nếu hôm nay anh ta đến, tôi quyết định làm rõ trắng đen, sống mái với anh ta đến cùng. Tôi hận con người đó đến tận xương tủy. Anh ta có chết hàng ngàn lần trước mặt tôi. Tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh ta được. Nhưng mẹ tôi thì khuyên tôi nên bình tĩnh lại tránh voi chẳng xấu mặt nào con ạ à. loại người đó rồi cũng bị trời phạt giờ động đến nó thì mình chỉ có thiệt thôi nghe nói nó nợ nần ghê lắm loại đó thì máu liều vào có thể làm được bất cứ chuyện gì mẹ tôi người phụ nữ hiền hậu cả đời chẳng nỡ làm hại ai luôn có một niềm tin mãnh liệt vào luật nhân quả ở hiền thì gặp lành ở ác báo ác nhưng mấy năm qua cuộc đời đã dạy cho tôi một điều rằng đó chỉ là sự tương đối. Tôi tự học hỏi từ trước tới giờ tôi và gia đình tôi đã làm gì nên tội đâu. Mà ông trời cũng đầy đọa chúng tôi thê thảm đến mức này. Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng tôi cũng rất lo lắng. Nếu biết tôi đã về nhà hắn ta có thể dở đủ mọi trò xấu xa. Nhưng tôi không thể trốn mãi ở trong nhà được. Tôi có thể trốn một, hai ngày nhưng không thể nào trốn cả đời được. May quá tối hôm đó con quỷ đó không xuất hiện. Tôi được yên ổn một hôm. Tôi nói qua với mẹ về tình hình hiện tại của mình. Mẹ mừng vì tôi đã biết đứng dậy sau vấp ngã. Mẹ bảo tôi đừng nặng lòng chuyện quá khứ nữa, tất cả đã qua rồi. Sau bao chuyện xảy ra, mẹ chỉ mong cha tôi khỏe mạnh và chị em tôi luôn được bình yên. Thiên hạ nói sao kệ, dù có thế nào con cũng là con gái của mẹ, là núm ruột của mẹ. Mẹ cất công mang nặng đẻ đau con, đừng vì tiếng bắc, tiếng trì của thiên hạ mà hủy hoại bản thân của con thêm nữa. Nghe những lời mẹ nói, tôi mới biết mình ngu dại biết bao. Chính sự ngu dại và thiếu suy nghĩ của mình đã khiến cho gia đình của tôi gặp bao nhiêu sóng gió. Cả đêm nằm cạnh ôm mẹ ngủ, tôi trằn trọc thao thức suy nghĩ, cách nào để có thể giúp trả nhanh món nợ của gia đình đây. Lấy tiền để bố tôi chữa bệnh và phụ giúp em trai tôi tất cả mọi người trong gia đình tôi đã quá khổ vì tôi rồi giờ tôi phải làm gì đó để trả nợ cho bố mẹ tôi muốn vậy tôi phải bỏ việc ở phòng khám của anh bởi nếu ở đó số tiền anh trả cho tôi sẽ không đủ cho tôi nuôi sống bản thân chứ nói gì đến phụ giúp gia đình thứ hai là mẹ tôi cũng già yếu rồi một mình bà chăm sóc bố thực sự rất là vất vả Tôi muốn được làm gần nhà để vừa có tiền, vừa có thể phụ giúp gì đó cho bố mẹ. Nhưng nghĩ đến việc phải xa hưng, tự dưng con tim tôi lại trùm xuống. Có cái gì đó như là không nỡ, như là tiếc nuối. Giờ muốn yên ổn làm ăn thì tôi phải cắt đứt được với chồng cũ. Tôi không thể làm ăn, buôn bán gì được khi mà hắn ta suốt ngày đến quậy phá, nhưng làm thế nào để thoát ra được vòng kiểm soát của con ác quỷ đó? Một năm qua, hắn đến nhà tôi quậy phá như thế. Giờ biết tôi về, chắc gì hắn đã buông tha cho tôi. Những dòng suy nghĩ nối tiếp nhau, đưa tôi vào một giấc mơ mộng mị. Sáng hôm thứ hai tôi phải dậy sớm để bắt chuyến xe đến chỗ làm. Mẹ tôi còn cẩn thận hái ít trái cây trong vườn cho tôi mang đi làm quà cho mọi người ở văn phòng. Mẹ định cùng theo ra đường để bắt cái xe cùng tôi, nhưng tôi gạt đi. "Thôi, con lớn rồi mà, mẹ ở nhà còn lo bữa sáng cho bố nữa. Cuối tuần này con sẽ lại về thăm bố mẹ." Vừa nói tôi vừa nắm cánh tay của mẹ mà không nỡ buông ra. Đoạn tôi vẫy tay chào bố mẹ hăm hở bước đi, nhưng đi được một quãng, tôi có cảm giác như có ai đó đang theo dõi sau lưng mình. Tôi mãi mốt băng qua con đường nhỏ hẹp, sáng sớm nên vắng người qua lại. Một nỗi lo sợ mơ hồ tràn ngập trong lòng. Bỗng mắt tôi tối sầm lại, miệng tôi bị một cánh tay bịt chặt. Sau đó tôi lịm dần đi. Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn nhà kho ẩm thấp và tồi tàn. Bên cạnh là những vỏ mì ăn liền, vỏ bánh mì vất vung vãi khắp nơi. Đầu tôi vẫn còn chút Chóng váng do tác dụng phụ của thuốc. Nhưng một lúc sau khi định thần lại, tôi mới biết tay tôi bị trói bởi một sợi dây thừng được kết bằng sợi gai. Mỗi lần tôi cố gắng dãy rụa ra thì nó lại khiến tay tôi trở nên đau nhức. Lúc này tôi biết mình đã bị bắt cóc, nhưng ai bắt cóc tôi mới được chứ? Phải chăng là hắn ta biết tôi về nhà nên âm mưu bắt cóc tôi? Tôi cố tìm mọi cách để thoát ra khỏi sợi dây nhưng gần như là vô vọng. Nhìn ra bên ngoài tôi chỉ thấy một màu xanh ngắt của cây cối và cỏ dại qua ô lỗ thông khí nhỏ. Tôi không định hình được thời gian, chỉ thấy khi ánh nắng lọt xiên qua khe cửa thì có tiếng động hình như là tiếng bước chân. Tôi cố dùng hết sức mình bò lại cánh cửa sắt, dùng cánh tay bị trói đập mạnh vào cánh cửa. Song có ai đó đi ngang qua sẽ thấy, có thể đến cứu tôi. Tiếng bước chân dừng lại nơi cửa, mang theo một nụ cười nham hiểm và thứ ánh nắng chói chang từ bên ngoài chiếu vào hắn ngồi xuống khe khẽ nâng chiếc cằm của tôi lên muốn chạy trốn do vợ yêu em có biết là tôi chờ em hơn một năm qua lâu như thế nào không miệng tôi bị bịt kín tôi chỉ biết lắc đầu ú ớ nhìn anh ta bằng ánh mắt đỏ hoe của sự van xin cầu khẩn <laughs> ngoan nào sau này anh sẽ đối xử tốt với vợ yêu chúng ta sẽ đến một nơi thật xa để trốn chạy tất cả giờ anh đang bị bọn chủ nợ nó truy tìm nhưng anh vẫn chưa dám bỏ đi vì anh còn phải đợi vợ yêu về để đi cùng anh sau câu nói đó tiếng cười của hắn ta vang lên hết sức man dại hắn ta thật sự điên rồi điên thật rồi làm sao tôi có thể chấp nhận trốn chạy cùng hắn ta sau bao nhiêu chuyện hắn đã gây ra cho tôi và gia đình tôi kia chứ Tôi lắc đầu ú ớ những tiếng không rõ. Hắn vội xoa đầu tôi như một ông chủ xoa đầu một con cún cưng. Ngoan nào, để anh thương vợ nào. Nói đoạn anh ta lột trần quần áo trên người tôi ra, cái miệng nham nhở loa xòa dâu ria của anh ta, mút liếm trên cơ thể lõa lồ của tôi. Miệng anh ta di chuyển đến đâu, thân thể tôi rúm gió lại tới đó. Khi miệng anh ta kề sát mặt tôi, thì thầm những lời tục tiễu, kinh khủng, thì một mùi hôi từ miệng anh ta sọc thẳng vào mũi, khiến tôi cảm thấy buồn nôn, một cảm giác uất hẹn và ghê tởm tràn ngập trong lòng. Tôi càng cố dãy giụa để thoát ra thì thân thể anh ta lại càng áp chặt vào tôi hơn. Anh ta nhấp nhổm cái mông chi chít những mụn đen, trà sát bộ phận của anh ta lên người tôi và thô bạo đẩy nó vào bên trong. Sự thô bạo của anh ta khiến tôi đau đớn vô cùng. Chỗ đó của tôi đau và rát, khiến cho mặt tôi nhăn lại sau mỗi cú thúc. Nước mắt như ứa ra. Anh ta vẫn ra sức đẩy nó vào trong. Những cú dập mạnh liên hồi chỉ khiến tôi đau đớn vẫy vùng trong sự khô khốc và tuyệt vọng. Một lúc sau, anh ta rút nó ra, vơ vội hộp kem rồi bôi lên. Chất nhầy của kem giúp anh ta đi vào trong tôi một cách dễ dàng cứ thế trong nhà kho anh ta ép tôi làm đủ trò để thỏa mãn nhu cầu sinh lý bao lâu nay bị kìm hãm của anh ta đầu gối tôi quỳ xuống nền đất lạo xạo đau điếng cánh tay thô bạo của anh ta vặn vẹo nơi đầu ngực tôi anh ta dùng đôi tay hằn học bóp nặn khiến ngực tôi đau như muốn vỡ tung ra anh ta vần vọc thân thể tôi đến khi chiều tắt nắng mới chịu kết thúc bằng một dòng nước ấm nhảy tràn trên cửa mình của tôi tanh tưởi và bẩn thỉu đói mệt và thất vọng lại một lần nữa màn đêm dài rằng giặc kéo đến bao phủ cuộc đời tôi nước mắt tôi tuôn rơi bởi sự bất lực bởi bao hy vọng làm lại cuộc đời mình lại bị con ác quỷ đè nén đến tan tành nhiễu nhiệt mùi mồ hôi phân chuột rán xung quanh cái nhà kho rách nát quện vào nhau, khiến người ta muốn nôn ói ra tất cả những gì có trong ruột. Và tôi chợt nghĩ ra rằng, hình như cái mùi đó là mùi của cuộc đời mình thì phải. Sang ngày thứ hai, người tôi như là đi vì mệt, đầu óc tôi quay cuồng, tóc tai thì bết dính lại vì mùi mồ hôi và bụi bẩn của nền nhà kho. Tôi gần như tuyệt vọng hoàn toàn vào số phận của bản thân. Hắn ta sau khi ngủ dậy, Vội vã đi ra ngoài Mắt tôi lim dim giả vờ Như chìm đắm vào trong giấc ngủ Nhìn theo bóng hắn ta khuất sau Cánh cửa sắt Han dỉ Tôi vội vã lết dậy Tôi bò nhòi người lại bên cánh cửa sắt Cố gắng ma sát sợi dây Với cái cánh cửa Để tìm cửa sống cuối cùng cho bản thân mình Máu từ tay tôi ứa ra một chút Do những vết han dỉ Trên cửa cứa vào tay Máu chảy từng giọt từng giọt xuống nền đất, nhưng tôi không dám dừng lại, dù còn một tia hy vọng, tôi cũng phải cố để giành giật. Phật, chiếc dây thừng trên tay tôi tách ra. Tôi lồm cồm chạy ra khỏi căn nhà kho đó, dù là ban ngày nhưng nơi này hoàn toàn xa lạ, tôi không thể định hướng xem mình nên đi theo hướng nào. Tôi chỉ biết chạy và chạy. Lúc mệt quá không chạy được nữa, tôi nằm vật xuống bên lề đường lồm cồm bò như một con vật bị thương. Tôi trần chuồng chạy giữa những đám cỏ lau, thân thể bị vô số những chiếc lá cứa vào đau rát. Nhưng tôi không thể dừng lại. Tôi nghe được tiếng bước chân rất mau đang ở phía sau. Một nỗi sợ hãi mơ hồ lại dâng lên trong lòng. Tôi gom tất cả chút hơi sức tàn lụi cuối cùng của mình, chạy thục mạng về phía trước. Miệng kêu cứu, nhưng xung quanh chẳng có một ai. Con đường nhỏ vắng tanh bóng người qua lại. Đáp lại tôi chỉ là tiếng gió hoang hoài thổi Làm dối bời mái tóc Tôi thất thần vừa chạy vừa nhìn xung quanh Không có một ai Tôi dần kiệt sức Mắt tôi hoa lên Không nhìn rõ mọi thứ xung quanh Tiếng bước chân và hơi thở gầm ghè phía sau lưng Càng trở nên rõ rệt Lần này nếu lại rơi vào bàn tay nhơ nhớp bẩn thỉu của hắn Thì tôi thả cắn lưỡi chết Còn thanh thản hơn Đầu óc tôi dần trở nên mông lung Vô định Tôi bỗng nghe được tiếng xe gắn máy từ phía xa chạy đến. Lấy hết sức can đảm còn lại, tôi bỏ ra giữa con đường nằm. Chiếc xe phành kết lại cùng với tiếng lào bào. Cô bị điên à? Tôi giơ cánh tay hô lên không trung thều thào. Kéo tôi với, có kẻ muốn giết tôi. Người đi xe máy ngoái về phía đằng sau, anh ta dường như cũng thấy một bóng người đang cầm chiếc gậy lao tới không kịp nghĩ ngợi nhiều, anh ta vội bế sốc thân hình mềm mại, không mảnh, vải che thân của tôi lên xe. Và nhanh chóng dồ ga chạy xe cũng là lúc vút, hòn đá được lao tới trúng vào đầu tôi. Máu bắt đầu chảy loang ra, thấm đẫm vào chiếc áo của anh ta đang mặc. Anh ta loạn choạng tay lái, thấy vậy tôi vội hét lên. Đi nhanh lên, nếu anh ta đuổi kịp, không chúng ta sẽ chết mất. Như được định thần lại Anh ta nhanh chóng lao xe đi Tôi ngoái lại đằng sau Con quỷ đó vẫn đang đuổi theo Nhặt đá trọi liên tiếp Nhưng chiếc xe cứ lao đi xa dần Để lại con quỷ đang gào thét Như xé rách không chung Ở lại phía sau Khuất dần khuất dần Đi được một quãng khá xa Chừng như yên tâm là con ác quỷ kia không đuổi kịp Người lái xe máy cho xe đi chậm dần và dừng hẳn bên một vệ đường. Anh ta xuống xe, cởi chiếc áo lao động bên ngoài đã dính bê bết máu, choàng lên cơ thể trần truồng như nhộng của tôi và lay mạnh người tôi. "Cô có sao không? Bị thương khá nặng. Giờ tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện trước đã. Thế nhà cô ở đâu để tôi còn thông báo cho người thân của tôi?" "Nhà tôi ở đường X, số nhà 36." Nói xong, Mắt tôi nặng dần tôi chìm vào trong cơn mê vô thức. Lúc tôi tỉnh lại đã thấy trên mình mặc quần áo bệnh nhân. Mẹ tôi ngồi cạnh nước mắt ngắn dài. Chỉ thức trông tôi có một đêm thôi mà sao gương mặt của mẹ đã hóp tọp hẳn đến thế này. Mẹ nhìn tôi nước mắt ứa ra. Khổ thân con gái tôi, khổ thân con gái tôi. Chỉ nói được câu ấy, mẹ lại quay đi để lau những giọt nước mắt đang tràn trề trên khuôn mặt của mẹ. Mỗi lần những vết chân chim co rúm lại là mỗi lần nước mắt trong mẹ lại trào ra. Tiếng bước chân đi tới. Cô ấy không sao đâu, chỉ bị thương ở phần mềm và ngất đi do bị mất nhiều máu. Và kiệt sức, chỉ cần nằm bệnh viện theo dõi trong vòng 12 tiếng nữa thôi là sẽ được xuất viện. Bác về nghỉ ngơi đi, cả đêm qua bác đã thức trắng rồi. Ở đây mọi việc đã có cháu lo, tôi trượt nhận ra giọng của hưng một nỗi xấu hổ len lẫn tủi hơn dội lên trong lồng ngực cảm giác chua xót như thấm dần nơi đầu lưỡi tôi thực sự không muốn anh ta nhìn thấy tôi trong hoàn cảnh thảm thương như thế này tôi vội quay ra an ủi mẹ để tránh ánh mắt nhìn đầy thương hại của anh ta dành cho tôi con không sao đâu mẹ mẹ về nghỉ ngơi chút đi ừ, giờ mẹ vào chăm con thế này thì ai ở nhà chăm cho bố Bố con mẹ đã nhờ cô Lan hàng xóm sang trông nom giúp rồi. Con cứ yên tâm. Mẹ vội xua tay như để chấn an sự lo lắng của tôi. Quan trọng là bác phải giữ sức khỏe. Giờ cả nhà đang phải trông cậy vào bác. Nên bác mà ốm ra đấy thì lấy ai chăm sóc cho bác trai và cả An nữa. Giờ bác ở đây cũng không giải quyết được gì. Bác cứ về nhà ăn uống nghỉ ngơi. An là nhân viên trong phòng phám của cháu. Bác cứ yên tâm cháu sẽ có trách nhiệm lo cho cô ấy. Dù hơi lưỡng lự nhưng nghe lời khuyên của Hưng, mẹ tôi cũng đành đứng lên để ra về. Trước khi về mẹ tôi dùng hai cái tay nắm lấy tay Hưng thật chặt. Giờ bác về lo cho bác trai, còn An, bác nhờ cậy vào cháu. Vâng, bác cứ yên tâm. Nhìn theo dáng mẹ khuất dần nơi phía cửa, nước mắt tôi lại trực trào ra. Không còn ai ở bên cạnh một mình đối diện với hưng khiến tôi cảm thấy ngượng ngập không tự nhiên một chút nào tiếng hưng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi đêm qua tôi đã được nghe bác kể về cô thoáng chút im lặng rồi hưng tiếp lời thế cô định để hắn ta điều khiển cuộc đời cô đến bao giờ thế theo anh tôi phải làm gì với tên ác quỷ đó giọng tôi thoáng bần thần tôi chưa thấy ai ngu ngốc như cô giọng hưng trở nên gay gắt cô như người không có não vậy giờ thì chỉ có một cách thoát ra được hắn tôi là cô phải đơn phương ly hôn ra tòa với những gì hắn đã gây ra cho cô tôi tin hắn ta sẽ phải trả giá anh không hiểu hết về con người anh ta đâu một khi máu điên nổi lên anh đã có thể liều mình và làm bất cứ chuyện gì tôi nói trong lo lắng sợ hãi nếu cô còn yếu đuối và sợ hãi thế này thì đừng mong mà thoát được khỏi hắn ta mọi việc về giám định thương tật cô cứ để tôi lo hắn dùng luật rừng để điều khiển cô nên cô sợ hãi thì tôi sẽ dùng pháp luật để chơi lại hắn có tiếng y tá gọi có ca cấp cứu khẩn hưng vội quay sang dùng cánh tay đặt nhẹ lên vai tôi cô cứ yên tâm mà nghỉ ngơi mọi chuyện đã qua rồi tôi không biết những sóng gió trong cuộc đời tôi đã qua thật chưa? Nhưng chỉ cần nghe thấy câu nói đó của anh, bỗng dưng tôi có thêm sức mạnh để sống. Ngày hôm sau, Hưng giúp tôi làm thủ tục ra viện. Anh bắt taxi đưa tôi về nhà mẹ để tĩnh dưỡng. Hưng bảo với tôi, việc quan trọng của cô bây giờ là tĩnh dưỡng cho khỏe. Cô đang bị suy nhược cơ thể nặng. Những chuyện còn lại, cô cứ để tôi lo. Tôi khe khẽ gật đầu rồi im lặng quay đi chỗ khác giờ hưng đã không còn lạnh lùng với tôi như trước nữa giọng nói của anh là sự quan tâm chứ không còn pha chút giễu cợt mỉa mai nhưng chính điều đó lại làm tôi có cảm giác ngượng ngập không thoải mái khi đối diện với anh ta những chuyện còn lại mà hưng lo cho tôi là giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện anh nghĩ rằng với những bằng chứng đó thì tôi hoàn toàn có thể ly hôn với con quỷ đó và có khả năng tống anh ta vào tù để lấy lại bình yên cho cuộc sống của tôi. Về nhà được ba hôm thì tình hình sức khỏe của tôi hoàn toàn ổn định. Tôi bắt đầu xuống bếp phụ mẹ nấu cơm, mặc cho mẹ nặng nặc bắt tôi lên nhà nghỉ ngơi. Mẹ phải cho con vận động chút chứ, nếu cứ nằm mãi chắc con ải người ra mất. Tôi vòng tay ra sau lưng mẹ nũng nịu, cảm giác nghe sao thật bình yên, như hồi tôi còn nhỏ xíu Luẩn quẩn xem mẹ nấu cơm vậy Có tiếng chuông cửa Mẹ ra mở cửa Còn tôi lúi hối bắt tay vào công việc nấu nướng Lâu lắm rồi Tôi mới có cảm giác hạnh phúc Khi được chuẩn bị bữa cơm cho bố mẹ Nhờ kinh nghiệm làm trong quán phở Nên tay tôi thoan thoát mọi việc Rửa rau Thái hành Rồi kho thịt Mồ hôi tôi lấm tấm trên vầng chán Tôi khe khẽ các tiếng hát Lòng tôi lâng lâng tìm lại những cảm xúc mà không bao giờ tôi dám mơ lại. Bỗng cảm nhận được có ánh nhìn từ phía sau, tôi bỗng quay ra, đằng sau thì mắt tôi chạm phải mắt Hưng. Đang khoanh tay, lưng dựa vào tường, nhìn tôi nấu ăn. Tôi vội vã cúi xuống, tránh ánh nhìn của anh. Nhìn cô lúc nấu nướng trông rất đẹp. Hưng vừa cười vừa nói, nhưng giọng không hề giễu cợt, mà rất thành thực và ấm áp anh mới đến chơi. Nói xong tôi lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên chán, ngợ ngập quay đi tránh ánh nhìn của anh. Mẹ tôi từ ngoài tất tả chạy vào. Quý hóa quá, hôm nay bác sĩ lại đến thăm em nó. Thôi nhân tiện sắp đến giờ cơm, mời bác sĩ ở lại ăn cơm với gia đình chúng tôi cho vui. Mắt và miệng mẹ hớn hở như có khách quý lâu ngày đến chơi vậy. Mà cũng phải từ ngày bố đổ bệnh, chuyện của tôi bị chồng cũ rêu rao thì nhà tôi vắng lặng hẳn ít khách hứa ghé đến thăm trước đây nhà lúc tôi lúc nào cũng vang lên những tiếng học sinh của bố cười đùa giờ không khí tĩnh lặng khiến tôi không quen được anh ta không hề khách khí mà nói luôn vâng cháu cũng cảm thấy đói rồi đây nói rồi anh ta mỉm cười nhìn tôi bữa cơm diễn ra rất vui vẻ thoải mái ăn xong chờ tôi rửa bát hưng ra gặp riêng tôi nói chuyện thế giờ cô quyết định thế nào tôi đã nắm trong tay đầy đủ chứng cứ có thể khiến anh ta ra tòa tôi sẽ làm đơn ly hôn anh ta một năm qua vì sự nhu nhược của mình tôi đã khiến bố mẹ tôi khổ quá rồi tôi cúi mặt xuống giọng nhỏ đi còn số tiền tôi nợ anh tôi sẽ gửi trả lại anh sau một khoảng không im lặng gần như bao trùm giữa tôi và Hưng. Cả hai cùng nhìn ra phía ngoài sân, nơi cây vú sữa đang tỏa bóng. Tôi quyết định làm thủ tục đơn phương ly hôn với chồng cũ. Tất cả các giấy tờ chứng nhận về những thương tật mà anh ta đã gây ra cho tôi đã được Hưng gom lại và trở thành bằng chứng đanh thép chống lại anh ta. Với những bằng chứng không thể chối cãi đó thì việc xét xử ly hôn nhanh chóng được diễn ra Việc cần làm bây giờ là làm sao có thể chống chế được chồng cũ để anh ta không còn có cơ hội chó cùng đường rút rộng. Tôi nói cho Hưng nghe những suy nghĩ của mình và rất sợ anh ta có thể làm gì gây phương hại đến anh. Nhưng Hưng chấn an tôi rằng với những kẻ lưu manh như chồng tôi thì đã có pháp luật trừng trị. Nếu cứ sợ hãi mà không tố cáo hắn thì chỉ khiến cho anh ta tác ai, tác quái. Bỗng chuông điện thoại reo Bệnh viện có việc Anh vội vàng đi ra khỏi nhà tôi Không hiểu sao tôi có chút thấp thỏm Lo lắng Anh đi rồi tôi quay vào trong nhà Lúc sau tôi đang nhặt rau cùng mẹ Chuẩn bị cho bữa cơm chiều Tôi bỗng nhận được điện thoại từ Hoa Chị An ơi Anh Hưng Anh bị tai nạn rồi Tôi đánh rơi cả chiếc điện thoại trên tay Phải mấy phút sau tôi mới nhấc lại máy Gọi lại cho Hoa hỏi xem tình hình của anh như thế nào. Tôi tức tốc mặc quần áo đi vào bệnh viện thăm anh, nhưng mẹ tôi ngăn lại. Giờ con ra ngoài đó, con quỷ nó bắt cóc con như hôm trước thì sao? Mình ở ngoài sáng, còn nó ở trong tối. Nó dở trò gì, làm sao chúng ta biết được? Tôi bắt đầu hơi lưỡng lự, nhưng không thể để hưng một mình ở trong bệnh viện được. Dù vô tình hay hữu ý, thì anh ta cũng đã từng là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi không thể bỏ rơi anh ta khi anh ta gặp hoạn nạn lúc này được. Suy nghĩ một lúc, mẹ bảo tôi: "Con chờ một lát, mẹ gọi chú Hải đánh taxi vào tận cổng đưa con đi, cẩn tắc vô áy náy con ạ." À. Tôi thấp thỏm chờ chú Hải tới. Vào đến bệnh viện, tôi nhìn thấy anh đang nằm trên giường, đầu quấn khăn trắng toát, tôi chạy lại run run hỏi: "Anh Hưng, anh có sao không?" vừa nói tay tôi vội quệt dòng nước mắt chảy tràn trên mặt mắt anh mở ra hi hí môi anh bị đánh đến nỗi có cả vết bỏng máu nhưng anh vẫn cố nhẹn miệng cười tôi không sao cô yên tâm không phải vì chuyện của tôi mà trở nên sợ sệt như thế thỉnh thoảng cũng phải trải nghiệm cảm giác của bệnh nhân để sau này phục vụ họ tốt hơn tôi không hiểu được con người của anh ta nữa rõ ràng là vì tôi mà anh ta bị đánh đến nông nỗi này trên người còn sót chỗ nào không băng bó đâu rõ ràng là do dây dưa đến tôi mà anh ta mới bị tai họa như vậy mà anh ta lại không một lời trách cứ còn quay ra an ủi động viên lại tôi nữa lòng tôi thấy xót xa quá nhưng tôi cố ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống hơn lúc nào hết lúc này tôi cần phải mạnh mẽ hơn tôi biết chồng cũ của tôi chính là người đã đánh hưng nhưng anh ta càng làm như vậy càng khiến tôi cảm thấy ghê tởm và quyết tâm ly hôn với anh ta hơn công an đến bệnh viện lấy lời khai để điều tra vụ án đánh người gây thương tích tôi cung cấp cho họ manh mối và động cơ có thể của chồng cũ lòng cho thấy thanh thản đôi chút hiện tại bệnh tình của hưng đã có thể phát triển tốt hơn nhưng anh ta vẫn phải nằm điều trị theo dõi phòng khám không có bác sĩ nên cũng tạm thời đóng cửa tôi không thể ngồi không mãi như thế này được còn bao nhiêu việc đang cần đến tiền bạc chính vì vậy tôi nói với mẹ ý định mở quán phở của mình một năm trước con trốn chồng cũ vào thanh hóa được hai cô chú chủ nhà truyền lại cho nghề nấu phở nên giờ con muốn mở quán kiếm ít tiền phụ bố mẹ Nghe tôi nói ra ý định buôn bán của mình, mẹ đăm chiêu suy nghĩ một lát. Mẹ cũng có một ít tiền để dành tiết kiệm để chữa bệnh cho bố con. Nhưng nếu con cần gấp để mở quán, thì mẹ cũng sẽ đưa cho con dùng tạm trước. Mẹ nhỏ nhẹ nói, rồi mở cửa tủ đưa cho tôi một cái ví. Được khâu bằng tay, bên trong có một ít tiền dành dụm của mẹ. Nhìn những đồng tiền được mẹ vuốt phẳng phiêu, cất trong túi, lòng tôi dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào. Việc mở quán phở tốn tiền nhất là thuê được địa điểm ưng ý, nhưng số tiền mẹ dành dụm đưa cho tôi không nhiều, nên tôi quyết định sẽ mua ít bát đũa, bàn ghế nhựa, xong nồi, bếp núc và một cái ô lớn để bán trước cửa nhà. Như vậy vừa tiết kiệm được tiền thuê địa điểm, mẹ tôi cũng có thể chạy đi chạy lại, vừa chăm bố, vừa giúp tôi bán hàng. Và hơn hết tôi sẽ không sợ bị chồng cũ của mình đến quấy phá. Bàn ghế có thể là mua bàn ghế nhựa rẻ tiền, nhưng bát đũa được tôi chọn lựa khá kỹ càng. Bát phải là bát sành của bát chàng và độ dày phải vừa phải để bưng bê nhẹ nhàng. Nhưng vẫn phải giữ được nhiệt độ thích hợp của bát phở khi được mang ra cho khách. Về đồ dùng đã vậy, còn quán phở mở ra, tôi làm đúng như những gì mà mình đã được học từ cô chú món phở muối ngon trước hết, nguyên liệu phải tươi ngon và cách chế biến phải sạch sẽ. Có như thế mới giữ chân được thực khách đi đến quán. Ngay tờ mờ sáng tôi đã đi ra chợ để chọn nguyên liệu. Có đi từ sáng sớm như vậy mới chọn được những nguyên liệu rẻ, tươi ngon. Rau sống cũng vậy, cũng phải được nhặt rửa sạch sẽ và vẩy thật khô trước khi mang ra cho khách. Bát đũa trước khi dùng đều được tráng nước một lượt nước sôi cho diệt vi trùng. Còn dao thớt làm xong được giải một lớp muối và treo lên gọn ghẽ. Xá sùng tôi nhờ người quen đặt tại Quảng Ninh, nên nước phở luôn có vị ngọt đặc trưng mà không một loại mì chính nào có thể thay thế được. Chính cách làm đảm bảo vệ sinh như thế nên khách đến quán ăn rất là hài lòng. Bởi đồ ăn ngon lại sạch sẽ dù giá cả cao hơn một chút so với những quán phở bình dân ở đây. Nhưng khách đến ăn luôn tấm tắc khen ngon và đáng đồng tiền bát gạo bỏ ra. Bữa đầu tiên khai trương quán, trừ mọi chi phí tôi được lãi gần một triệu đồng. Cũng một phần là do anh em bạn bè và những người nể trọng uy tín của bố tôi đến ăn. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng bước đầu đã được như thế, khiến hai mẹ con tôi vô cùng vui mừng. Bán xong phở buổi sáng, Tôi vội vàng thu dọn đồ rồi đi vào viện thăm hưng. Nhìn thấy tôi tất tả đi vào, mồ hôi còn lấm tấm trên chán. Anh nheo cặp mắt qua chiếc kính cận màu trắng, ân cần hỏi tôi. Hôm nay quán khoai trương thế nào? Nói chung là khá tốt. Tôi nhìn anh mỉm cười, lòng vẫn lâng lâng vì mọi chuyện khá thuận lợi. Hài, giờ nhân viên của tôi thành bà chủ rồi, anh giả vờ ôm đầu cảm thán, khiến cả hai chúng tôi đều bật cười. Ánh nắng soi chiếu từ ô cửa sổ vào khuôn mặt của Hưng, khiến tôi thấy khuôn mặt anh phụng phiểu như một đứa trẻ con, đang cố chọc cửa cho tôi vậy. Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, thật lâu. Quán phở của tôi ngày càng đông khách, hai mẹ con tôi làm mà không kịp ngơi tay, Tôi đang tính có khi phải thuê thêm một người giúp việc về đỡ đần công việc cho hai mẹ con. Bởi nếu cứ như ngày càng đông khách như thế này thì mẹ con tôi làm không xuể việc mà mẹ còn phải chăm bố nữa. Tháng đầu tiên số tiền lãi kiếm được, tôi dành một phần trả nợ cho Hưng, phần còn lại tôi đưa cho mẹ Cất. Đó sẽ là số tiền phụ thêm để bố tôi chữa bệnh và đóng học phí cho em trai tôi. Tôi mong với số tiền đó em tôi có thể yên tâm học hành chứ không phải suốt ngày lo làm thêm kiếm tiền trả học phí và nhà trọ. Nửa tháng sau thì tòa án có giấy gọi, tôi tạm thời đóng cửa không bán hàng một hôm. 8 giờ sáng tại tòa án nhân dân huyện X. Thật bất ngờ là không ngờ ngày hôm nay chồng cũ của tôi, anh ta cũng được triệu tập, để có mặt. Nhìn thái độ và bộ mặt sắc sược như cố tình thách thức của anh ta, khiến tôi cảm thấy kinh tởm sau bao nhiêu chuyện xảy ra mà anh ta vẫn không hề có một chút mảy may hối hận nào tòa án đọc xong phán quyết lần cuối thuận tình cho tôi ly hôn với chồng vì giữa chúng tôi chưa hề có con cái cũng như tài sản chung không có gì đáng phải bàn bạc tranh luận nhưng anh ta một mực không đồng ý với phán quyết trên của tòa Thỉnh thoảng, đôi mắt cú vọ của anh ta lại chằm chằm hướng về phía tôi, nửa như đe dọa, nửa như thách thức rằng, có chết tôi cũng không bao giờ buông tha cho cô đâu. Nhưng với những bằng chứng anh ta biến tôi thành đĩ để kiếm tiền cho anh ta và tội bắt cóc, đánh đập tôi, cũng như tội danh cố tình gây thương tích cho Hưng, thì anh ta cứng họng không thể chối cãi. Tòa thuận tình cho tôi được đơn phương ly hôn với con quỷ giữ đội lốt người đó. Không những thế, anh ta còn phải đối mặt với án tù bởi tội bắt cóc, hành hung người trái pháp luật, tội hãm hiếp cũng như tội mua bán dâm trái pháp luật. Mức án dành cho anh ta là 15 năm tù. Anh ta như một con thú dữ, lên cơn điên, lao vào tôi mà túm tóc, đánh đập. Nhưng rất may có hai chiến sĩ công an đã kịp thời lôi anh ta ra và anh ta gầm gừ lên với tôi. Còn đĩ chó mày không thoát được đâu. Tao có chết thì mày cũng phải chết cùng tao không hiểu sao lúc này tôi không còn cảm thấy sợ hãi anh ta nữa ánh mắt tôi không cụp xuống khi đối diện với anh ta mà hướng thẳng vào đôi mắt đang vằn vọc những tia máu của anh ta để nhìn tôi muốn được chứng kiến cảnh kết thúc những ngày tháng địa ngục của mình trong một tâm thế đối diện bình thản chỉ có như thế tôi mới có đủ dũng cảm để tự tin bước tiếp quãng đời còn lại của mình tôi nhanh chóng gọi điện báo tin vui cho mẹ mẹ tôi bảo hôm nay em trai tôi cũng được nghỉ và đang ở nhà chuẩn bị bữa tiệc gia đình để mừng cho tôi tai qua nạn khỏi mẹ bảo tôi hãy gọi điện để báo cho hưng biết nhưng tôi lại không muốn gọi điện thông báo cho anh ta mà tôi muốn gặp trực tiếp để thông báo cho anh ta niềm vui này tôi bảo chú hải về trước còn tôi sẽ đến nhà hưng để báo tin mừng cho anh ta biết từ tòa án đến nhà Hưng, lòng tôi vui như chảy hội. Hưng đã ra viện được hai hôm nay, nhưng anh ta vẫn ở nằm ở nhà tĩnh dưỡng và chưa đi làm. Tôi cũng còn bận bịu việc ly hôn nên chưa ghé qua thăm anh được. Đứng trước cửa nhà anh, tôi định gõ cửa, nhưng thấy cánh cửa có vẻ hé mở. Tôi định lặng lẽ đi vào để tạo cho anh một sự bất ngờ. Thì tôi bỗng khựng lại qua khe cửa tôi nhìn thấy hoa trên người không một mảnh vải che thân ôm anh từ phía sau tiếng hoa nức nở chả lẽ bao nhiêu năm qua anh không nhận ra tình cảm mà em dành cho anh sao hưng từ từ gỡ cánh tay hoa đang ôm ngang eo mình chậm rãi nói anh hiểu tình cảm mà em dành cho anh hiểu ư anh chẳng hiểu gì hết nếu anh hiểu tình cảm của em dành cho anh thì anh đã không đối xử với em như thế hoa gào lên nức nở hưng xoay người lấy tấm áo sơ mi quàng vai hoa anh rất cảm động về những gì em đã làm cho anh trong thời gian qua nhưng rung động và cảm động là hai chuyện hoàn toàn khác nhau anh mong em hãy bình tĩnh lại là do chị an đúng không anh không thể rung động với tấm chân tình của em là do chị an đúng không Em có gì không bằng chị ấy chứ Ít nhất nếu ở bên cạnh em Em sẽ không khiến anh phải xấu hổ Em vẫn còn nguyên vẹn Còn chị An đã Với bao nhiêu người Tiếng hòa chùa chát cay đắng Em thôi đi được không Hưng còn định nói thêm gì nữa Thì cánh tay trắng Ngần mềm mại như con rắn của hoa Đã quấn lấy cổ anh Đôi môi hồng thơm của Hoa đã đặt lên đôi môi cong cong hờn rỗi của anh, một nụ hôn cháy bỏng tôi ở ngoài chứng kiến tất cả tim tôi như nghẹn lại và hơi thở trở nên khó khăn hơn bao giờ hết tôi không còn đủ sức chứng kiến cảnh tượng diễn ra nữa nên đã chạy vội xuống dưới vừa đi đường nước mắt tôi vừa ướt nhòe hình như là tôi đã quá mộng tưởng thì phải hoa nói đúng một người con gái nhầu nhĩ như tôi sao xứng đáng được đứng cạnh bên anh một bác sĩ đầy tài năng và triển vọng Tôi vẫn biết điều đó ngay từ đầu rồi Nhưng vẫn cố tình ở bên anh Chỉ cầu mong được đi bên cạnh anh Lặng lẽ vậy thôi Bỗng rầm Con xe tôi đang đi loạn choạng giữa trời vắng Máu từ cánh tay của tôi úa ra Mắt tôi hoa lên Tiếng điện thoại từ trong túi bị bật ra Trên màn hình là số điện thoại quen thuộc của Hưng Nhưng tôi không còn đủ sức với đến chiếc điện thoại nữa Đầu óc tôi tê mê rồi lịm dần Tôi không biết mình đã nằm mê man từ bao giờ, nhưng đến khi tôi tỉnh lại thì trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Chân tay tôi xước sát, những vết máu khô vẫn còn đọng lại nơi cánh tay. Đầu óc thì choáng váng, các khớp xương của tôi thì mỏi nhừ và đau nhức. Phải mất một lúc lâu tôi mới định hình được nơi mình đang ở. Nó là một căn phòng trống, rộng chừng 12 mét vuông, không có cửa sổ hay bất cứ đồ đạc nào cả. Nó chỉ có một lối ra vào duy nhất Là chiếc cửa ra vào Đầu tôi đau như búa bổ Tôi hoang mang không hiểu đang có chuyện gì xảy ra với mình Thì bỗng cạch Cánh cửa bật mở Mang vào cho tôi chút ánh sáng từ bên ngoài Tôi nheo mắt cố định hình xem Những người đang đứng trước mặt tôi là ai Thì một tên răng vàng khè dáng người bạm trợn lên tiếng Con bé nó tỉnh rồi đại ca ơi giọng nói lè nhè như được ướp một thứ rượu nặng một tên khác người rong dỏng cao mặc com lê dáng vẻ lịch sự không hề giống mấy tay giang hồ tiến lại gần phía tôi nhìn dáng vẻ co cấp của tôi hắn ta nở một nụ cười nhạt <cười> chắc cô đang thắc mắc tại sao cô lại nằm ở đây đúng không ngưng một lúc để cho não tôi kịp hoạt động trở lại sau cơn dư chấn của tai nạn hắn tiếp lời để tôi nói cho cô nghe nhé cô gái bé bỏng. Nói rồi hắn nâng cầm của tôi lên để đôi mắt hắn và đôi mắt của tôi hướng thẳng vào nhau. Chồng cũ của cô nợ chúng tôi rất nhiều tiền. Nhưng giờ cô đã kiện và bỏ hắn ta vào tù rồi. Vậy nên giờ cô sẽ phải trả nợ thay cho hắn. Hắn bỏ tay ra khỏi khuôn mặt còn vướng chút máu của tôi xuống. Từ tốn lấy trong túi áo một chiếc khăn mùi xoa để lau tay. Rồi vứt chiếc khăn đó vào mặt tôi và nói tiếp lau cái mặt của cô đi nhìn thấy gớm à sau đó hắn quay ra bảo với tên răng vàng cho nó đi tắm rửa đi lau vết thương và thay quần áo tối nay anh cho chú thưởng thức trước ngày mai dẫn nó đi khách chúng ta không có cơm thừa để nuôi nó để nó nằm ở đây mãi được nói rồi hắn phủi phủi chiếc tay áo rồi ngoắc tay bảo tên kia đi ra ngoài cánh cửa lại khép lại lúc này tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi thực sự sợ hãi sao số phận của tôi lại trở nên như thế cứ tưởng thoát được địa ngục này thì tôi lại xa vào một địa ngục khác tôi nằm đó nghe thời gian trôi qua trong câm lặng và bất lực một lúc sau cánh cửa lại bật mở lần này là một phụ nữ trung niên cao lớn phố pháp mụ chụp lấy cánh tay tôi kéo ra ngoài phía cửa Do hãng còn đau bởi những vết thương của vụ va chạm nên tôi đứng không vững. Hai chân như trực khỉu xuống sàn nhà nên mụ phải chạy lại sốc nách tôi lên và lôi tôi về phía nhà vệ sinh. Những dòng nước mắt lạnh từ vòi hoa sen xả xuống khiến tôi cảm thấy hơi đau rát những chỗ vết thương bị chảy xước. Mụ ta không nói không rằng dùng khăn bông kỳ cọ khắp cơ thể tôi. Tôi cố gắng cắn răng chịu đau. Một lúc sau thì cũng tắm xong mụ mang cho tôi một bộ quần áo để thay và dẫn tôi về căn phòng cũ, đóng sập cửa lại. Nằm co cắp trên sàn nhà lạnh cống, tôi không tài nào ngủ được dù mi mắt chịu nặng mệt mỏi. Tiếng cửa mở khiến tôi phải ngóc đầu lên. dáng một người đàn ông say rượu, lảo đảo đi vào, ngồi thụp xuống, hắn nhìn tôi bằng con mắt gườm gườm. Người như nắm dương khô thế này thì có gì mà hấp dẫn, thà mang mày sang trung quốc bán lấy nội tạng kiếm tiền cho nhanh nói xong hắn ta cười ha hả những chiếc răng vàng hở của hắn lóa lên trong bóng tối khiến hắn ta trông càng trở nên dữ tợn và đáng sợ tôi cố nằm thu mình vào trong góc phòng mặc dù biết điều này là vô nghĩa nhưng nó như bản năng tự vệ cuối cùng của mình hắn ta không vồ vập lấy tôi mà nhìn tôi từ đầu đến chân bằng ánh mắt chứa chất dung nham như thiêu đốt thân mình mảnh rẻ của tôi. Rồi nhẹ nhàng hắn tiến lại gần phía góc phòng nơi tôi đang nằm. Đôi tay rắn chắc của hắn như nhấc bổng tôi lên khỏi chỗ ẩn nấp mà tôi tưởng tượng rằng sẽ an toàn. Hắn từ từ nhìn đôi mắt cú vọ của hắn vào tôi. Rồi nói, "Làm cái gì mà cô run như cầy sấy thế này? Tôi van anh, anh tha cho tôi được không?" Giọng tôi van xin một cách yếu ớt. Tôi tha cho cô, thế những thằng khác nó có tha cho cô được không? Đã một lần làm đĩ thì cả đời này cô cũng phải làm đĩ để trả nợ cho thằng chồng. Chàng cười vừa dứt, anh ta đã nhanh chóng cởi bỏ quần áo của tôi ra. Tôi không chống đỡ bởi chống đỡ là vô ích. Sức lực của tôi bây giờ đến đi còn không nổi thì làm sao có sức mà chống đỡ được. Con lợn lòng đã được kích thích bởi men rượu của hắn ta. Tôi mơ hồ như mình giống như một cái bánh lá eo ột và hắn ta bóc lớp vỏ quần áo của tôi ra từng mảnh, từng mảnh. Sàn nhà lạnh băng, còn nước mắt của tôi thì nóng hổi. Tôi nghiến răng chịu trận chờ đón những đợt phong ba, bão táp mà hắn ta dáng lên thân thể chỉ còn da bọc xương của tôi. Hắn ta ra sức dùng sức mạnh để đẩy cái đó vào một cách thô bạo. Nhưng nó chỉ khiến hắn ta cảm thấy khó chịu vì sự đau rát không hợp tác của tôi hắn trở nên cáu gắt và cạo cọ. Đôi tay to, tát tôi một cái như trời giáng, khiến tôi nằm phục xuống. Hắn lật tôi nằm sấp rồi tiến tới từ đằng sau. Những cú nhấp nhổm liên hồi, phụ họa theo là bàn tay hắn. Một tay hắn nắn sờ cặp mông, còn tay kia vân vê nát như bầu ngực tròn trịa của tôi. Mỗi lần lên xuống hơi thở hắn dồn dập Cuối cùng, như không thể chờ đợi lâu được hơn, những nhịp ra vào trở nên nhanh mạnh hơn bao giờ hết một dòng nước ấm nhuyễn nhiệt bắn sâu vào trong cơ thể của tôi người hắn như sụi đi nằm bệt dưới đất hơi thở phì phò mang theo mùi men rượu ngai ngái từ miệng hắn phả vào gáy tôi nóng gian sau khi được thỏa mãn bản năng thú tính trong người hắn lăn ra sàn ngủ và ngáy khò khò một cách đầy thô bỉ tôi vội ngồi dậy để chất dịch lỏng thoát ra ngoài Tôi không muốn chứa đựng chất dịch nhơ nhớp bẩn thỉu đó ở trong người. Mặc lại quần áo, tôi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định trên trần của căn phòng. Không hiểu định mệnh của mình sẽ đi đến đâu. Xấu hổ, nhục nhã ê chề. Nếu như tôi quay trở lại con đường nhơ nhớp đó một lần nữa, liệu tôi có còn xứng đáng với sự giúp đỡ của Hưng? Xứng đáng với sự che chở bao bọc của cha mẹ khi giang tay ra đón nhận một đứa con gái đã một lần lỡ dại? thấy tên răng vàng đã ngủ say tôi lần mò ra phía cửa mong sao có thể gặp được sự giúp đỡ của ai đó một sự hy vọng mong manh thắp lên trong trái tim tôi nhưng đáp lại những tiếng đập cửa kêu cứu yếu ớt của tôi là khoảng không gian im lặng bao trùm tuyệt vọng tôi nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ mãi ở trong cái bóng đêm này và không bao giờ có thể thoát ra được nữa vậy chỉ còn một cách duy nhất là tôi phải chết phải chỉ có cái chết mới có thể chấm dứt được những nỗi nhục này Những nỗi đau mà trong thời gian qua tôi phải gánh chịu Lấy hết sức bình sinh Tôi định lao đầu vào một bức tường để kết thúc cuộc sống của mình Nhưng đúng lúc đó thì tôi nghe thấy một tiếng động rất mạnh Cánh cửa trước mặt tôi bật mở Ánh đèn pin soi dọi vào mắt tôi Khiến tôi phải lấy tay che mắt Một giọng nói ấm áp Quen thuộc vang lên An, có phải An Có phải là em đúng không cổ họng tôi nghẹn lại dù rất muốn trả lời anh rằng vâng là em là an đây nhưng sao không thể nào thốt thành lời nước mắt tự động trào ra hưng chạy lại gần tôi và cánh tay anh ôm tôi thật chặt thật chặt anh xin lỗi anh xin lỗi anh đến muộn quá nhưng kể từ giờ trở đi anh sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương em nữa tên răng vàng trượt giật mình tỉnh giấc Hắn vừa nhòm dậy thì đã có hai chiến sĩ công an lao vào, bẻ tay hắn ra đằng sau, rồi dùng còng số 8 khóa tay hắn lại. Hắn chỉ biết ú ớ như đang muốn khỏi có chuyện gì xảy ra vậy. Sau khi lấy lời khai thì cũng gần 3 giờ sáng. Từ đồn công an ra về, Hưng luôn nắm lấy tay tôi thật chặt, không rời. Hình như anh sợ chỉ cần buông tay tôi ra thì tôi có thể biến mất một lần nữa anh gọi điện cho mẹ tôi thông báo là đã tìm thấy tôi nên mọi người cứ yên tâm trên chuyến taxi đưa tôi về nhà cả hai chúng tôi đều không nói với nhau một lời nào tôi cố tình lảng tránh ánh mắt nồng ấm của hưng dành cho mình về đến nhà mẹ và em trai chạy ra ôm tôi tất cả đều nghẹn ngào khóc có trăm ngàn câu hỏi của mẹ và em trai như muốn dành cho tôi nhưng hưng ra hiệu cho mọi người đừng ai nói gì anh chấn An Mọi chuyện đã qua rồi Nào hãy để An vào phòng để cô ấy nghỉ ngơi Tôi không đi vào phòng luôn Mà vội vào nhà tắm Tôi muốn đi tắm thật sạch sẽ Nói như một cách khác Để tôi lừa dối bản thân mình rằng Nước có thể giúp tôi rửa trôi Tất cả những thứ bụi bẩn Nhơ nhớp trên cơ thể của mình Tắm xong Tôi ngả mình trên chiếc giường quen thuộc Rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ ma mị Buổi sáng, ánh mặt trời chiếu rọi qua ô cửa, chiếu thẳng đến mặt thì tôi mới choàng tỉnh giấc. Tiếng chim hót trên tán cây khiến tôi cảm thấy như mình vừa đi qua một cơn ác mộng dài, thật dài. Cả người tôi buông thong mệt mỏi, không còn chút sức lực nào. Tôi ngồi bó gối trên giường suy nghĩ về những việc đã qua. Tôi không còn biết sẽ đối diện với Hưng như thế nào. Bỗng có tiếng gõ cửa. Nghĩ là mẹ tôi, tôi gạt nhanh dòng nước mắt giọng nghèn nghẹn bảo cửa không khóa mẹ ạ nhưng khi nhìn thấy một người bước vào tôi thấy tim mình hơi hoảng loạn đó là hưng anh tựa cánh cửa đứng nhìn tôi nhìn em giống như một con mèo lười nằm ươn vào buổi sáng vậy giọng nói của anh như nhấm nháp chứa vị ngọt ở trong đó trong khoảnh khắc ngượng ngập đó tôi không biết nói gì nhưng để tránh ánh mắt nồng nàn của anh nhìn về mình và xưa đi không khí mất tự nhiên, tôi ngập ngừng hỏi anh. À, sao? À, tại sao anh biết em bị bắt cóc mà đến cứu? Nói xong tôi khẽ cúi đầu xuống, vần về chiếc chăn mỏng ở bên cạnh. Anh tiến lại gần tôi, ngồi xuống rồi khẽ vuốt những sợi tóc đang lòa xòa trước mặt. Anh nói một cách dịu dàng. Anh kể lại cho tôi nghe câu chuyện ngày hôm đó. Lúc đó hoa đang đặt lên môi anh một nụ hôn cháy bỏng, thì có tiếng chuông điện thoại reo là mẹ tôi đã gọi cho anh bảo với anh rằng tôi và chồng đã ly hôn thành công và hiện tôi đang đến để báo tin vui mời anh đến nhà tôi giữ bữa cơm anh nghĩ là tôi đã nhìn và nghe được câu chuyện giữa anh và hoa sợ tôi hiểu lầm nên anh đã vội gọi điện cho tôi nhưng không thấy ai trả lời anh gọi về cho mẹ tôi thì mẹ cũng bảo là tôi chưa về đến nhà cả anh và gia đình tôi tìm mọi cách liên lạc nhưng điện thoại lại không có tín hiệu vì lo lắng tôi sẽ bị chồng cũ trả thù nên anh và mẹ đã báo công an việc tôi bị mất tích còn việc anh có thể tìm ra tôi nhanh như vậy là do trước đây sợ chồng cũ sẽ dở trò với tôi nên anh đã cài định vị cho chiếc điện thoại mà tôi đang dùng để đề phòng tôi bị bắt cóc như lần trước và chính sự cẩn thận lo xa trước kia của anh đã cứu được tôi ra khỏi địa ngục một lần nữa. Từ từ đôi bàn tay anh quàng vai tôi và anh đã ôm trọn tôi vào trong khuôn ngực của anh. Anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ không để em phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Giọng anh nghẹn lại, tôi vội đẩy anh ra xa. Em xin lỗi, em không xứng với anh, em đã từng không kiềm chế được cảm xúc nước mắt tôi lăn dài trên má bao nhiêu tuổi hờn đắng cay dâng lên khiến họng tôi đắng ngắt anh không quan tâm quá khứ của em anh chỉ hận bản thân mình đã không gặp em sớm hơn à không thực ra anh đã quen em từ sớm nhưng lúc đó anh không chịu rằng lấy em nếu lúc đó anh dũng cảm đã không xảy ra những việc như thế này em cũng không phải chịu nhiều đau khổ đến vậy anh thừa nhận lúc đầu gặp em anh đã từng khinh thường em, nhưng khi biết rõ mọi việc, anh lại thấy thương em hơn bao giờ hết. Anh đã để vụt mất em một lần, còn lần này thì không. Anh sẽ không để bất kỳ ai, không để bất kỳ ai chia rẽ chúng ta được nữa. Bàn tay anh siết chặt lấy tay tôi. Tôi nhìn anh nghẹn ngào, nhưng như thế là không công bằng với anh. Em không còn toàn vẹn, em không xứng đáng. Đừng nói nữa. Anh biết, chúng ta hãy cùng nhau đối diện. Sao anh lại phải quan tâm đến những gì người ta nói để rồi vụt mất người con gái mà anh yêu thương? An à, anh yêu em. Bờ môi hưng ghé sát đến, hai tay anh giữ chặt lấy khuôn mặt bé nhỏ của tôi, một nụ hôn thật dài khiến tôi choáng váng, nhưng tôi cũng nhiệt tình đáp lại anh. Bờ môi và cánh tay chúng tôi quấn quýt lấy nhau như không muốn rời xa có tiếng mẹ tôi gọi ở bên ngoài an ơi tỉnh dậy chưa con có bác sĩ hưng đến thăm con đó mau lên rồi ra ăn cơm con nhé lúc này cảm xúc trong tôi mới dần bình tĩnh lại tôi vội đẩy anh ra khuôn mặt hai đứa đỏ phừng phừng vì cảm xúc đợi một lúc cho tan khuôn mặt đỏ dần và hơi thở gấp gáp của tôi thì tôi và hưng đi ra khỏi phòng bữa ăn hôm nay mẹ chuẩn bị có món cá kho tổ mà tôi rất thích lại thêm cả canh cua cả pháo nữa đã nhịn đói gần hai hôm nay nên khi nhìn những món ăn đang nghi ngút khói tôi xà xuống ăn ngon lành em trai và mẹ tôi thi nhau gắp cho tôi và hưng đến khi no bụng tôi ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của bố đang nhìn tôi khuôn mặt ông nhăn nhúm những vết nhăn xô lại ép cho dòng nước mắt chảy ra môi bố mấp máy tất cả là tại bố bố xin lỗi con tôi chạy lại bên bố lắc đầu nói không tất cả là do con không khí cảm động đặc quánh căn phòng nhỏ mẹ và em trai tôi cũng vội lau nước mắt nhưng sau đó bà chợt tươi tỉnh lại ngay ô hay ngày vui như hôm nay sao cả nhà lại khóc chúng ta phải vui lên chứ Mấy năm qua nhà ta đã mất mát nhiều rồi, giờ gia đình ta đã được đoàn tụ nên phải sống thật vui và hạnh phúc để bù lại. Nghe mẹ nói bố lấy tay áo trận dòng nước mắt, nụ cười méo sạch. Phải, bà nói phải, gia đình mình chúng ta phải sống thật là hạnh phúc. Tôi mở lại quán phở và thuê thêm người làm công, nên việc làm ăn tiến triển rất tốt. Một năm sau thì tôi và Hưng kết hôn, Lần này đám cưới của chúng tôi được sự chúc phúc của tất cả mọi người. Hưng mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên việc anh kết hôn với một người con gái làng chơi như tôi không bị gia đình anh phản đối. Chúng tôi quyết định sẽ thuê một bãi đất để tổ chức một đám cưới nhỏ ngoài trời. Đám cưới nhỏ xinh chỉ có gia đình họ hàng bên nhà gái và những người đồng nghiệp của chú rể, thế mà không biết ai thông báo gì mà những bệnh nhân của anh đến chật kín đám cưới để chúc phúc cho chúng tôi. Người đến chen chúc nhau đến mức người nọ phải nhíu vào người kia. Không khí đám cưới rộn ràng như tổ chức một lễ hội vậy. Khiến bao nhiêu người đi ngang qua cũng phải nán lại tò mò xem. Sau đám cưới Hưng chuyển hẳn đến nhà tôi ở. Chúng tôi cùng nhau mua sắm đồ dùng trang trí và trang trí lại nhà cửa. Phòng ngủ của chúng tôi chính thức trở thành phòng tân hôn. Chiếc giường nhỏ được thay thế bằng chiếc giường đôi lớn hơn. Trên tường treo bức ảnh cô dâu chú rể đang mỉm cười thật là hạnh phúc. Đêm tân hôn, tôi mặc một chiếc váy ngủ hai giây được làm bằng chất liệu tơ tằm tôn lên những đường nét thanh tao trên cơ thể. Hưng ôm chặt tôi từ phía sau, thì thầm vào tay tôi. Anh yêu em. Tiếng nói ngọt ngào mơn trớn trên vành tay của tôi khiến tôi cảm thấy hơi nhột nhột nhưng cũng đầy kích thích. Nói đoạn đôi môi anh tìm đôi môi của tôi, anh hôn tôi sâu đến mức Tôi phải đẩy anh ra vì ngạt thở Mặt hai chúng tôi đỏ bừng lên vì sự kích thích Bàn tay anh nhẹ nhàng nâng niu cơ thể tôi Rồi từ từ mơn trớn những điểm yếu trên cơ thể tôi Anh giống như một dòng suối nhỏ nhẹ Không gấp gấp Anh chạm khẽ vào tôi và mở ra thân thể tôi Tôi có cảm giác như anh là một cơn sóng lớn Đổ ập lấy tôi Và sau đó con sóng ấy tan ra Thành trăm con sóng nhỏ Dâng lên tràn ngập lòng tôi vậy. Giây phút lên đến cao trào thì anh ghi chặt lấy tôi và nói Em đẹp lắm Tôi bật khóc Đây không phải là những giọt nước mắt như những lần ai đó làm tình với tôi trước đó Mà là những giọt nước mắt nghẹn ngào khi có được hạnh phúc Tôi rút đầu mình vào ngực hưng Tự nhủ với lòng mình rằng Nhất định tôi phải hạnh phúc Nhất định tôi phải trân trọng Cuộc sống phía trước của chúng tôi còn rất dài cũng sẽ không có ít sóng gió ập đến. Nhưng tôi tin những người đã từng đi qua dung bão và đau khổ sẽ học được cách trân trọng và chữa lành những vết thương nhanh hơn. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa cùng với Tâm An chúng ta theo dõi tập 2 cũng là tập cuối của tập truyện Chồng tôi là Tú Bà. Khi mà đọc xong cái tập truyện này thì Tâm An cảm thấy là rất là hạnh phúc cái cảm giác hạnh phúc nó đến hơi muộn một chút Nhưng đây chính là cái kết rất là đẹp cho câu chuyện của chúng ta Cái kết thật là mỹ mãn cho cô gái tên là An Cũng giống như là tác giả đã nói ở cuối câu chuyện đúng không ạ Cuộc sống phía trước của chúng tôi còn rất dài Tôi tin những người đã từng đi qua rông bão và đau khổ Sẽ học được cách trân trọng và chữa lành những vết thương nhanh hơn Và quý vị thân mến, những cô gái của chúng ta thân mến Nếu như các bạn cũng đã từng đi qua đổ vỡ Thì hãy thật là mạnh mẽ lên vì hạnh phúc đang chờ chúng ta ở phía trước. Còn quý vị thì như thế nào ạ? Khi nghe xong câu chuyện này thì quý vị có cảm nhận như thế nào? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng comment ở dưới video nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được gửi lời chào đến tất cả các quý vị. Chúc quý vị có những ngày làm việc thật là nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.